Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Về cái buổi trưng bày sinh vật cảnh của Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh. Tôi thấy có một tác phẩm Ruối Bonsai Mini. Và tác phẩm vũ nữ. Vâng, như lời giới thiệu của bác chủ cây. Vâng, đây là bác chủ cây. Bác quay lại đây tí em chia sẻ cái hình ảnh của bác nhé. Đấy, bác chủ cây có tác phẩm Ruối dáng gì đây? Vũ nữ ạ. Dáng vũ nữ. Vâng, đó là bác Nguyễn Xuân Thủy ở Thượng Thông. Đây là số điện thoại của bác. Vâng, tôi cũng xin giới thiệu với các quý đài và khán giả là tôi có một cây ruối, tôi làm dáng một cô vũ nữ và cũng là một tác phẩm đầu tay của tôi. Tôi năm nay là 79 tuổi. Vâng, bác 79 tuổi rồi. Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh. Tôi có một bài thơ về cây ruối như thế này. Tôi sẽ xin đọc để các quý khách cùng ngưỡng lãng và cùng thưởng thức. Tôi xin đọc: em là cái ruối mượt mà dáng hình vũ nữ, thiết tha mong chờ gặp anh hội cảnh trẻ thơ, nâng niu uốn ngắm say đờ tóc em trăng sao sao tỏ tỏ thèm, có em vũ nữ đời thêm tuổi vàng, em là cô gái rất sang làm chàng hội cảnh mơ màng suốt đêm. Vâng, xin hết vì cái này cũng là nhân cách hóa lên. Vâng, và chúng ta ngắm kỹ cái tác phẩm Ruối Vũ Nữ của bác. Vâng, đây đây là hướng đằng trước ạ bác. Đây hướng đằng trước đấy, và đằng sau là mông của nó đấy. Vâng, tí nữa để bác quay đằng sau để anh em không từ từ đã. À, đây là hướng đằng trước đây. Vâng, đằng trước. Vâng, đây là hai chi dưới này, hai tay trên ra hai bên đang múa này, và trên này là đầu này. Vâng, và đằng trước các bác vừa nói gì? À, tức là ngực ngực ạ. Là ngực. Vâng, thế bây giờ bác quay hướng đằng sau đi. À, bác nói là đằng sau là tôi nhìn mông ạ bác. Vâng, mông của người phụ vũ nữ đó. Vâng. Mông đấy. À, đây chính xác là cái mông đấy. Vâng. Vâng, còn nếu mà nhìn nghiêng cái này thì cái ngực nổi quá. Vâng. Vâng, tôi chụp cái ảnh nghiêng này vậy. Vâng, một tác phẩm nghệ thuật chứ. Vâng, rất là nghệ thuật. Để cho ngoại người thưởng thức. Vâng, tôi rất cảm ơn nữa. Vâng, bây giờ bác lại hộ em bác quay về đằng trước cái. Để em chụp cái ảnh đằng trước. Đấy, được rồi, thế đây là đẹp rồi bác. Đấy, em chụp cái ảnh đằng trước nhá. Tác phẩm Ruối Vũ Nữ của ông Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Thủy ở Thượng Thông, và xã Hồng Thái Đông. Có số điện thoại đó rồi. Vâng, số điện thoại em soi rồi. Các bác mà thích cô gái vũ nữ này thì alo cho ông Nguyễn Xuân Thủy nhá. Rồi, cảm ơn bác. Cảm ơn. Vâng, ở ngay bàn bên cạnh thì tôi thấy cũng có một tác phẩm si nữa. À, đây là cây si búp đỏ, rất đẹp. Đấy, cây si của ông Ngô Thanh Tùng à? Đúng không nhỉ? À đúng rồi, Ngô Thanh Tùng, đây là số điện thoại. À, là những cây bonsai mini. Si búp đỏ đây. Ông ơi! Ông! Ra đây! Đây là si búp đỏ. Vâng. Có thơ rồi. Đọc rồi, đọc bài thơ rồi. Vâng. À, 5 giờ chiều ngày hôm nay sẽ phát cuốn video cây ruối vũ nữ của ông Nguyễn Xuân Thủy. Và tiếp đến là một cây sam. Sam trái. Vâng, cây này là cây sam trái của ông Nguyễn Văn Cương à? Vâng, Nguyễn Văn Cương, đây số điện thoại đây. Vâng, tôi đã soi cho các bạn xem 3 tác phẩm bonsai mini để bàn uống nước. Thế còn bên này có 2 tác phẩm nữa. À, đây là cây xanh. À, cây xanh của ông Hoàng Văn Hà, câu lạc bộ Đồng Tâm, Kinh Môn à? Đúng rồi.
Bác sáng. Vâng, bác vừa về à? Vâng, tiếp đến chúng ta đến với một cây linh sam. Đó là cây linh sam của anh Nguyễn Văn Hải ở Thanh Sơn, Uông Bí. Nó có nhưng mà nó lại đưa đường lên là đi ngàn có cụ thể nữa là đi rồi nó đưa cái tổ chức một đoàn thì bác thì cũng không nhận mà nghiêm nghiêm đó nghiêm nghiêm cái nó có nói anh nhé hả cái bây giờ căng chưa căng không chưa được bây giờ căng tiền của tất cả anh em chúng ta đi mời đều chắp tay mời các anh ấy đến đây để dự mà mình không làm được cái nhiệm vụ giới thiệu người ta đến đây thế là người ta bỏ mặc hả đây quan trọng người ta sẽ chửi mình ngay người ta tủi thân vâng và đây là khu vực giới thiệu những tác phẩm hoa lan tôi sẽ quay ở cái cuốn video sau chuyên về khu vực lan bởi vì bây giờ các cái vườn lan mới tiếp tục đem những cái giỏ lan đẹp của mình đến để trưng bày. Vâng, chúng ta đến với một tác phẩm ruối. Cây ruối văn nhân của anh Tuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Tiếp theo là cây sim. Cây si của anh Bình Đoan, Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương. Chúng ta đến với một tác phẩm tranh của anh Phạm Văn Thắng, Phương Nam, Hồng Thái Đông. Còn đây là bốn tác phẩm được kê trang trọng trên bục lên xuống. Tôi giới thiệu với các bạn, đây là ba cây tùng La Hoán và một cây mai Chiếu Thủy. Vâng, chúng ta đến với cây tùng thứ nhất. Không
đó là tác phẩm Tùng La Hán của Phạm Văn Trung, Yên Dưỡng. Gốc to quá. Bệ đế rất đẹp. Bên này nữa, một tác phẩm Tùng La Hán của ông Phạm Văn Trung, Yên Dưỡng. Vâng, phía trên là còn một tác phẩm Tùng La Hán và cây Mai Chiếu Thủy. Chúng ta đến với tiếp theo một tác phẩm Tùng La Hán nữa. Đây là những cây tùng mà có gốc rất lớn nhưng mà là những cây lùn lực. Cũng là những cây tùng của ông Phạm Văn Trung ở Yên Dưỡng. Để kết thúc cuốn video này, chúng ta thưởng thức một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Vâng, một cây mai có cái bệ gốc rất là đẹp. Đó là cây mai cũng của ông Phạm Văn Trung ở Yên Dưỡng. Những cây mai dáng trực liên chi theo lối cổ, rất là già cây. Vâng, hoa mốc thân cầu lên hết tại ngọn luôn. Và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp giới thiệu với các bạn buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật và hoa lan của Hội Sinh vật Cảnh và Làm Vườn khu vực Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.